Trong bài học này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt câu với động từ to be, was và were nha. Đây là động từ to be ở dạng quá khứ thì mình sẽ phải dùng để đặt câu để hỏi về quá khứ. Và khi động từ to be, was, were đứng đầu câu thì đây là câu hỏi: phải không? Có không? Yes. Chúng ta nhìn bài tập sau đây, dấu tích là khẳng định và dấu chéo là phủ định. Cô đã hướng dẫn rồi khi nào đi với was và khi nào đi với were. Yes, chúng ta cùng làm nhé. You thì đi với were. He thì đi với was. They were. Đầu câu nên mình viết hoa. She was. You were. It was. They were. He was. Yes. Và đối với câu hỏi yes, no, có không, thì cuối câu chúng ta lên giọng. Were you at home yesterday? Was he happy at the weekend? Were they from Argentina? Was she interested in running? Were you good at playing the piano? Was it an interesting film? Were they at the cinema? Was he at the party on Saturday? Okay. Và chúng ta thấy, chúng ta sẽ viết câu trả lời tương ứng. Và đây là những chủ ngữ bắt đầu. Were you at home yesterday? Ở đây là dấu tích, có nghĩa là có, tôi đã ở nhà hôm qua, thì mình sẽ nói làm sao? Yes, I was. Very good. Was he happy at the weekend? Cuối tuần rồi anh ấy có vui không? Không, không có vui. No, he wasn't. Were they from Argentina? Họ có phải đến từ Argentina không? Yes, they were. Good. Was she interested in running? Cô ấy đã thích môn chạy bộ có phải không? Yes, she was. Were you good at playing the piano? Bạn có giỏi chơi đàn piano hay lúc bạn còn nhỏ không? Chéo chéo ở đây. No, I wasn't. Was it an interesting film? Nó đã là một cái bộ phim hay có phải không? Yes, it was. Mình bắt cái chủ ngữ, mình cho đi với động từ to be tương ứng. Were they at the cinema? Họ đã ở rạp chiếu phim, họ đã đi coi phim có đúng không? No, they weren't. Was he at the party on Saturday? Anh ấy đã ở cái buổi tiệc vào thứ bảy có phải không? No, he wasn't. Và cái phần này quan trọng là các bạn phải phát âm cho chuẩn. Cái phần was, wasn't, were và weren't. Và đây là những cái câu hỏi hoàn toàn là hỏi về quá khứ hết. Và khi chúng ta nói, chúng ta giao tiếp thì chúng ta sẽ có cái cảm giác nói về quá khứ. Khi các bạn ứng dụng ngữ pháp vào trong giao tiếp thì các bạn sẽ có thể hiểu và sẽ không quên ngữ pháp. Ngữ pháp ứng dụng trong giao tiếp rất là hay các bạn, mình học gì nói nấy. Và cách sử dụng động từ to be, was và were để đặt câu này là kỹ năng thuộc bậc A1 của người có trình độ tiếng Anh sơ cấp. Mất gốc mới bắt đầu, phải bắt đầu với lộ trình sơ cấp, lộ trình chuẩn châu Âu A1. Nếu các bạn mất gốc, học từ số 0, muốn học tiếng Anh với cô thì hãy đăng ký lộ trình A1 nhé.